Các bạn ơi, bà Bóng Phở đang đứng đây á là ngay thành phố Lào Cai và cũng là khu vực biên giới của Trung Quốc với Việt Nam. Sau lưng bà Bóng Phở đó chính là cái cầu Cốc Lễu, và bên đây sau lưng đây á là chợ Cốc Lễu, và phía bên này á đó là Trung Quốc. Như trong video trước là đợt trước bà Bóng Phở đi cùng là chúng ta có ngồi uống cà phê để ngắm cái biên giới Việt Nam Trung Quốc bên đây. Nhưng mà lần này bà Bóng Phở muốn khám phá ngay cái khu vực biên giới đó nó có những cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan cái chợ Cốc Lễu. Đi thôi các bạn. Tầng hầm các bạn ạ, bán thịt, rau, đồ ăn các loại. Và bây giờ thì chúng ta không tham quan tầng hầm các bạn nha, chúng ta sẽ đi lên tầng trên. Chúng ta sẽ đi lên trên coi như thế nào. Chúng ta sẽ tham quan khu B trước. Đây là khu B chợ Cốc Lễu. Chúng ta đi vô trước khu B coi thử nó làm sao các bạn nha. Như nói đây là cái chợ lớn nhất của thành phố Lào Cai. Đi một vòng vào bên phải con xa. Hoa giả, kính thưa các loại. Những đồ nghề cũng rất là hấp dẫn đó nha. Có cái chả mì mê quá. Vậy là đó, hết một vòng bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một vòng bên trái coi nó ra sao các bạn ha. Cũng bán kính thưa các loại thôi các bạn.
Ủa, có mấy cái ghế mày dễ thương. Ủa, vợ có cái cửa cũ xuyên khung nữa. Cảm ơn Sa Ba. Đó, đủ thứ á. Tiên tiền thảo, toàn là thảo dược không à? Toàn là thảo dược, lắm rồi. Cũng thú vị đó các bạn, nếu mà chúng ta mua ở đây đi mua là quà cũng nhiều luôn. Cũng nhiều loại nấm linh chi bàn tay Phật thơm ngon. Quả lá măng đặc sản, nấm hương Sa Pa. Không, quá trời cái loại cũng hay hết chứ. Có cho cây thuốc chữa đau khớp và cây lá gan tan ho thấp. Quá trời. Ngủ ba tử tan thấp. Trời các bạn ha, hay nhớ chưa, đó là bên, vậy là vừa bước vô bên trái đó là những cái quầy hàng vừa rồi, còn sau phía trong mà còn lên lầu nữa. Bà Bón Phở không đi đâu, bây giờ chúng ta đi ra lại của A coi như thế nào, đi một vòng cho biết thôi các bạn. Bà Bón Phở không có nhu cầu mua cái gì. Đây là bây giờ chúng ta qua thôi, chợ A Cốc Lễ. Cầu Cốc Lễ, còn tên chợ cũng là Cốc Lễ các bạn ạ. Bọn Phật không có nhu cầu một cái gì cho nên là không có dám hỏi giá các bạn ạ. Tham quan cho biết thôi các bạn. Bên phải thì lại là cũng giống như bên kia là bên trái, bên này là bên phải, rất là nhiều. Ô, hạt dẻ cho nên chắc rẻ lắm đó các bạn. Có nhiều đồ cũng hấp dẫn. Có khô bò rồi không? Có đặc sản của Tây Bắc. Mua gì em? Tôi thấy mua em này. Có chúng tôi có loại có thịt sấy rồi luôn đó các bạn ạ. Quả chuối rừng nhiều lắm. Đó, măng. Luôn. Có ba thằng rồi đấy à. Mọi người có nhu cầu thì thôi á. Tha hồ mua ha. Wow, cái gì cũng có, thấy mê ha. Bọn Phở mê nhất là hạt dẻ. Đó, thịt giác ứ đi chảy thấp á, nhiều người nói tốt lắm. Thấy mê ly các bạn ha. Nhưng mà chắc là rất là nhiều người trong đó có bà Bón Phở cũng sẽ là câu hỏi là không biết đó là hàng Việt Nam hay là hàng Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có vội kết luận. Cũng chưa hẳn cái nào tốt hay xấu thì chúng ta cũng đừng có vội kết luận.
Chứ không phải Trung Quốc là tốt, là xấu đâu. Nhìn nó mê quá. Mê ly luôn. Có những cái combo như thế này nè. Combo gì bổ dưỡng cho mọi người. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên đi chợ mình á, em không ngờ thảo dược quá trời luôn. Em hồi đó uống cà phê bên kia chị thấy đây. Thôi bây giờ chúng ta rẽ qua bên này đi các bạn. Có quầy hàng đẹp. Chợ lớn các bạn ha. Nguyên linh vật phong thủy. Phải đi bên phải đi. Đèn, kính thưa các loại đèn. Mấy này là chắc là hàng Trung Quốc. Còn mấy cái thảo dừa các bạn, bà Quán Phở nghĩ là có lẽ là hàng Việt Nam là chính. Tại vì Tây Bắc là cái xứ sở thảo dược mà. Bây giờ trưa cho nên mọi người ăn cơm. Rồi, cũng dạ một dòng vậy thôi các bạn. Như vậy là chúng ta vừa tham quan, đúng nghĩa tham quan không có mua gì hết các bạn à. Tham quan cái chợ Cốc Lễu thì ấn tượng nhất đó là cái chợ đông dược các bạn ha. Còn là thảo dược mà không biết là mọi người có nghĩ là Trung Quốc không, nhưng mà bà Bán Phở lại nghĩ là chắc có lẽ là của bà con Tây Bắc mình là chính. Cũng có thể là có thêm những hàng của Trung Quốc. Còn chất lượng như thế nào thì bà Bán Phở không có biết, nhưng mà thấy rất là mê. Người ta bán, người ta đóng gói rất là chuyên nghiệp các bạn ạ. Mà bà Bán Phở nghĩ đó là những hàng cũng rất là chất lượng, thấy họ làm rất là chuyên nghiệp. Thôi thì bây giờ bà Bán Phở tạm dừng cái video này ở đây. Tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.